tai hại của tham ái Ngày xưa có một chàng thanh niên phạm tội loạn luân với chị dâu của mình Và mối tình thầm lén này đã khiến họ yêu nhau tha thiết Mặc dù đó là một tình yêu đầy tội lỗi Người chị dâu lan chạ đã nhiều lần suối em chồng giết chồng đi Để hai người tự do hưởng hạnh phúc bên nhau Thoạt nhiên người em không mù quán nghe lời suối dục thâm độc ấy Nhưng người chị dâu không nản lòng Cứ khuyến khích mãi và cuối cùng người em đáng thương hại kia đã giết anh mình. Vì tình thương vợ còn quá nặng, nên sau khi chết, người chồng đáng thương ấy lại đầu thai làm con thằng lằn ở trong nhà. Và con thằng lằn này thường khi buông tay cho mình rớt xuống ngay mình người vợ. Người đàn bà tội ác này biết con thằng lằn là chồng mình đầu thai, nên chỉ hai ba lần sau là thằng lằn bị giết chết. Sau khi chết, con thằng lằn vẫn còn thương vợ nên đầu thai làm con chó trong nhà. Lúc khôn lớn, hễ mỗi khi người đàn bà ngoại tình đê tiện ấy đi đâu, thì chó ta chạy theo một bên như bóng theo hình. Bị các thanh niên trong xóm chọc ghẹo nhiều lần, họ kêu là cô thợ săn. Lòng tự ái bị tổn thương, cô ta lại giết con chó. Nợ tình chưa dứt, nên chó ta chuyển kiếp làm con bò được trong nhà vợ. Lớn lên, Bò ta cứ đi theo một bên người đàn bà thâm độc ấy mãi. Lần này cũng bị các cậu trai chọc ghẹo, họ kêu cô là cô chăn bò. Chịu đựng không nổi với lời bẩn cợt có tính cách phỉ nhổ ấy, cô ta lần thứ ba giết chồng đang sống kiếp mang lông đội sừng. Mang tin chót sắp hạ, mặc dù vợ giết ba phen nhưng tình thương vợ vẫn còn dương dấn, nên sau khi bị giết bò ta bèn đầu thai vào thai bào của người vợ, nghĩa là hết làm chồng trở lại làm con. Sau khi sinh ra, đứa nhỏ nhớ được kiếp trước của mình, biết rằng chính tay người mẹ này đã giết mình trong bốn kiếp qua, từ khi mình còn là chồng nàng. Quá đau khổ, đứa nhỏ bắt đầu làm khó mẹ nó, nhất định không cho người mẹ đụng đến mình nó. Mỗi khi người mẹ ẩm bồng thì nó la khóc dãy dụa như mình sắp chết. Thế là chỉ có ông nội và bà nội cực khổ nuôi nấng đứa bé. Khi đứa nhỏ biết ăn biết nói, một hôm ông nội hỏi cháu. Tại sao cháu không cho mẹ cháu động tới mình? Được dịp, đứa bé thuộc lại hết đầu đuôi và kết luận. Nó đâu phải là má của con, nó là người thù của con đấy nội. Nghe qua câu chuyện tình đẫm máu và thấy rõ lòng dạ người đời ông nội bèn ôm cháu vào lòng và nói thôi cháu đừng buồn nữa ông cháu mình sẽ đem nhau đi tu mỗi lòng ông cháu ôm nhau khóc ông nội thì khóc cho mối tình ngang trái của cháu mà mới hôm nào là đứa con trai của mình còn đứa cháu cũng khóc nó khóc cho ông nội mà trước đây là cha của mình phải cực khổ vì mình khóc cho số kiếp của mình sao chống thay đổi. Và mấy ngày sau, trong một ngôi chùa, người ta thấy một vị tăng già và một em bé sống an lành dưới bóng phật đài. Họ trầm ngâm trong vẻ mặt thảm buồn và dường như họ cố gắng lắm. Phải, họ cố gắng để quên đi mối tình xa đọa, mà trong đó họ chính là những nạn nhân đáng thương nhất. lòng tham ái không nặng, không sanh cõi ta bà. Tâm niệm Phật không chuyên nhất, không sanh tịnh độ. Vua ưu điền với pháp ly dục Khi Phật còn tại thế, có một nước tên là Câu Lâm, vua nước ấy hiệu là ưu điền. Trong nước có ông triệu phú tên là Mai Hồi Đề, sinh hạ một gái, nhan sắc tuyệt vời, trên đời không ai sánh kịp. Vì thế song thân tặng cho cô gái cái tên Vô Tỷ. Vua các nước lân bang và các nhà hào phú đều đến cầu thân. Ông Triệu Phú trả lời, nếu có quân tử nào dung mạo xinh đẹp bằng con ông, thì ông mới nhận lời. Bỗng, một ngày Phật đi qua nhà ông Triệu Phú. Ông thấy Phật với 32 tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp thân thể sáng chói như vàng oai nghi trang nghiêm tâm ông hoan hỉ và nói rằng còn ta có sánh đôi rồi ông liền trở vào bảo bà tôi đã nhận thấy con người cho con mình làm bạn bà nên sắm sửa cho nó và mình cũng sửa sang cùng nhau đem con đi bà triệu phú vội vàng lấy chuỗi ngọc kim cương đeo cho con và trang sức từ đầu đến chân trông như tiên nữ giáng thế. Cả ba cùng nhau đến chỗ Phật. Bà triệu phú đi gần đến chỗ Phật, thấy dấu chân Phật đoán biết không phải người thường. Nói với ông rằng, dấu chân này không phải người phàm, chính là người thanh tịnh ly dục. Không nên đem con mình đến mà bị nhục. Ông không nghe, mắng bà biết chi mà nói. Bà can không đắc lời, bực mình lui về. Ông triệu phú một mình đem con đi. Đến nơi ông đánh lễ Phật, thưa rằng: Ngài khó nhọc đi khắp nơi giáo hóa, thần tôi không thấy cúng dường. Tôi xin cúng dường ngài con gái tôi để ngài sai khiến. Phật bảo: Con gái ông đẹp lắm phải không? Ông thưa: Thưa ngài, tôi chỉ sanh một gái duy nhất, dung mạo thật thế gian không ai sánh kịp các vị dương giá và các nhà hào phú đều ao ước mà tôi không nhận lời tôi thấy ngài dung nghi tốt đẹp trên đời không ai bằng lòng tôi tham cúng dường nên đem đến ngài để hầu ngài phật bảo ông bị mắc thịt mê hoặc ta xem từ đầu đến chân người con gái ông không có gì là đẹp trên đầu có tóc không khác gì lông đuôi ngựa dưới tóc có đầu lâu, giống như đầu heo ở hàng thịt. Bề trong có não không khác gì não heo. Hai mắt thường chảy gèn nước mắt. Hai lỗ mũi, miệng, hỉ nhổ mũi dãi. Trong bụng có tim gan phèo phổi, ruột và ruột non đầy giấy hồi thối nhờ nhớp, không thể tả hết. Chỉ như cái đẩy da đựng đầy vật ô uế bốn chân tay do các lóng xương nối lại mà thành nhờ chút hơi thở mà sống nếu đem chia ra đầu một nơi chân tay thân thể mỗi nơi mỗi cái thế thì lấy cái gì gọi là đẹp mà nói không ai sánh kịp trước kia khi tôi mới thành đạo dưới gốc cây bồ đề có ba nàng ma nữ ở cõi trời hình dung nhan sắc không ai sánh bằng. Họ đến gần tôi, trực phá đạo chánh. Tôi khi ấy nói pháp quán thân bất tịnh, như vậy. Ba người kia bỗng nhiên thành già, tóc bạc, mặt nhăn, lấy làm hổ thẹn, bỏ đi mất. Ông thử nhìn xem, thân người là vật ô uế có gì đáng gọi là đẹp. Ông nên đem con về, tôi không nhận lời ông đâu ông hồi đề nghe phật dạy thế không còn biết nói gì lấy làm hối hận lủi thủi đem con về ngày khác ông đem con gái đẹp dâng cho vua ưu điền vua được người đẹp bằng lòng liền phong thước lộc cho ông hồi đề vua rước nàng giàu cung phong làm thứ phi cấp cho một ngàn người hầu hạ múa hát ngày đêm vui thú hoàng hậu vua ưu điền quy y theo phật đã lâu bà tu hành chứng quả tu đào hoàng thứ phi thường tâu vua hoàng hậu chứng quả vua đem tâm nghi hoặc lấy cung tên ra bắn hoàng hậu hoàng hậu thấy tên không chút sợ hãi cũng không giận hờn chỉ nhất tâm niệm phật lại khởi từ tâm hướng trước mặt vua những mũi tên vua bắn ra đều lượn quanh hoàng hậu ba dòng trở lại rơi trước vua vua thấy thế lấy làm sợ hãi liền lên xe bạch tượng đi thẳng đến chỗ phật gần tới nơi vua dội xuống xe đi bộ vào cúi đầu lễ sát chân phật quỳ mà bạch thưa thế tôn tôi có lỗi với tam bảo vì tôi nghe lời tà xỉm của người yêu nên tôi lầm sanh niệm ác đối với phật và thánh chúng tôi đem trăm mũi tên bắn hoàng hậu là đệ tử phật thế rồi ông trình bày những cử động tàn ác của ông đối với hoàng hậu ông lo sợ hối hận ông tin rằng chỉ có đức phật mới đầy lòng từ bi vô lượng đến như người thường làm đệ tử phật cũng biết phát từ tâm đến thế chính phật là đấng chánh chân vô thượng nên ông xin sám hối tội lỗi và quy y tam bảo phật thấy ông thành thật trải bài tâm sự sám hối quy y ngài nhận lời và an ủi đại dương là người thông minh màu biết tỉnh ngộ thật đáng quý vua cảm mến lễ Phật. Thưa Thế Tôn, tôi từ trước đến nay theo thói giữ tợ ngu muội không biết nhẫn nhục. Bà đọc nó sai khiến tôi làm nhiều tội ác, nghe lời tà vại, không biết phải trái. Nếu không gặp Phật, chắc tội lỗi càng sâu dày. Cuối xin Ngài thương xót, nói rõ những tội lỗi tin nghe lời xỉm nịnh, để tôi nhớ mà giữ gìn cũng để làm gương cho người đời sau. Phật dạy Hay lắm! Ông phải chăm nghe và gìn giữ. Ở đời có bốn điều người nam nữ phải biết mà dè dặt. Một là người dâm phu tầm thường, mờ tưởng nữ sắc, bỏ quên chánh pháp, nghe theo tà tính mờ tối, làm tôi tớ cho dục vọng đem cả tâm trí chú trọng vào đó. Ngoài ra không thấy gì hơn nữa. Hai là, khi có con mang nặng đẻ đau, tận tụy nuôi cho trưởng thành, tìm người xứng đôi dừa lứa, không kể xa gần, lăn lội cho được, chú ý nuôi dài mối dâm dục cho con. Khi có dâu rồi, nó quý vợ như của báo, riêng vui thú với nhau chỉ nghe lời vợ quên hẳn công lao cha mẹ sinh thành dưỡng dục trở thành bất hiếu ba là người đời làm lũng khó nhọc dành dụm tiền tài mà không nghe làm phước bố thí cúng dường vì không hiểu cuộc đời vô thường chỉ có phước đức là lâu dài đáng quý thế nên khi có vợ rồi tâm tình mê mang, quên hết việc phải chăm chú vào nữ sắc. Tùy có muốn bố thí làm các việc phước thiện, khi nói ra bị vợ ngăn cản thì thôi, đành chịu, thành kẻ tiểu nhân. Vì vậy mà quên lời răng dạy trong kinh điển, không biết tội phước, bị ma nữ sắc ám ảnh, khốn khổ suốt đời. Bốn là, ở đời không mấy người nghĩ ơn sanh thành, làm ra tiền của ít người hiếu dưỡng song thân. Phần nhiều rong rủi tìm tòi các việc cho vừa lòng dục vọng, đem hết tâm lực của cái đổi lấy một người cho vừa ý. Khi được rồi, vui mừng mê mang, phải tìm bao nhiêu kế hoạch để kéo dài cái vui ấy, gây ra những sự ham cầu tiền của, vơ vét cho đầy túi tham. Không kể phải trai liêm sĩ quý hồ vợ con nhà mình đầy đủ sung sướng ai đói khổ thiệt thòi mặc kệ ai không khác gì con voi điền chạy rong theo dục vọng mà cho là khoai lạc bốn thói xấu này người nam tử phải cẩn thận tránh xa nếu mắc vào thì hiện tại rất tai hại cho bản thân gia đình xã hội mai sao sẽ đọa địa ngục ngã quý xúc sanh đền trả tội lỗi đã gây ra vua ưu điền nghe phật dạy hoan hỷ cúi đầu lễ phật bạch rằng từ trước đến nay tôi chưa được nghe lời dạy bảo quý báo như hôm nay nên tôi trót làm bao nhiêu tội ác từ nay về sau trọn đời tôi xin sám hối quy y ngồi tam bảo không dám phạm nữa xin thế tôn chứng minh cho tôi vua lùi ra trở về hoàng cung. Từ đó về sau, vua chăm chỉ học đạo, ủng hộ chánh pháp, đem chánh pháp dạy bảo nhân dân, kính trọng hoàng hậu coi như đạo bạn. Vua lại truyền các cung phi phải dân theo lời dạy của hoàng hậu. Không bao lâu trong nội cung, ngoài nhân dân đều quy y tam bảo, thọ trì năm giới. Nước cầu lâm biến thành cảnh an lạc hiện tại ở Trần Giang. Sự tham lam nó làm cho con người chìm đắm mãi trong biển luân hồi, mà nhất là cái tham về sắc dục. Nó đầy đọa và vui lấp con người một cách ghê gớm. Sáu giác quan tranh công Ngày xưa, xưa lắm, có một nhà vua nọ quá vợ, chỉ có một nàng công chúa mà thôi, nên bao nhiêu tình thương nhà vua đều dồn cả cho nàng. Một hôm công chúa đau nặng, bao nhiêu người y chăm sóc thuốc thang đều thất thủ trước căn bệnh kỳ lạ của nàng công chúa. Sau cùng nhà vua phải triệu tập một đại hội thầy thuốc trong toàn quốc để mổ xẻ bệnh trạng, hầu tìm ra phương pháp trị bệnh cho công chúa. Sau khi đúc kết ý kiến, một bản quyết nghị dâng lên vua Đại ý cho rằng công chúa bị chứng nội thương, phải có sữa sư tử mới trị khỏi. Nhưng tìm đâu cho ra sữa sư tử? Nhà vua bèn truyền khắp thần dân, hãy ai tìm được sữa sư tử để trị bệnh cho công chúa sẽ được thưởng quan tước và tiền bạc. Có một chàng trai trẻ nọ được tin, mộng công hầu thúc đẩy nên anh ta không quản hiểm nguy, lặn lội vào rừng sâu để tìm cho được sữa sư tử. Qua bao ngày tìm kiếm dò xét, chàng trai nọ biết được chỗ ở của một bầy sư tử mấy trăm con. Chàng bèn trộn thuốc ngủ vào nước uống để nhử. Khi sư tử ngủ dậy, thấy nước ngon quá, bèn uống no. Thế là cả trăm con lại gục xuống ngủ mê man. Chàng trai nọ tha hồ tìm sư tử cái để nặng sữa. Trên đường về Kinh Đô, một hôm chàng trai nằm nghỉ dưới gốc cây, lúc ấy một vị a la hán đi ngang qua bỗng nghe các giác quan của chàng trai nọ tranh công với nhau rất kích liệt lỗ tai nói nếu tôi không nghe lệnh của nhà vua thì làm sao hiểu được đi tìm sửa công tôi to nhất chân đáp này này đừng có hổn tai anh nghe chân tôi không bước thì anh có đến được chỗ sư tử ở không Công to là tôi đây Mắt phát biểu Các anh sai hết Chỉ có tôi đây là quan trọng Tai nghe chân bước Nhưng mắt tôi nhắm lại Thì các anh có gãy giò không Tôi mới đúng thưởng công to Tay xen vào Cãi nhau làm chi vô ích Nếu đi đến nơi Thấy chỗ của sư tử Mà không có 10 ngón Hay hai cánh tay này thì các chú có lấy được sữa mang về không? Công lao là ta. Lưỡi bỗng nổi giận. Được, tôi đây đồ bỏ chắc. Các anh khoe khoang tranh giành nhau, rồi đây sẽ biết tay tôi. Quả nhiên, khi chàng trai nọ về triều, hai tay trịnh trọng dâng sữa lên nhà vua. Bất ngờ lưỡi mách lẻo. Tàu bệ hạ, đây là sữa lừa chứ không phải sữa sư tử mặt rồng đang tươi vui bỗng xa sầm xuống nhà vua nổi giận vì rõ ràng nghe nói sửa lừa chứ không phải sửa sư tử bèn truyền lệnh chém đầu chàng trai nọ vì tội khi quân chàng trai hết sức biện bạch nhưng nhà vua không tin sau có một vị đại thần đề nghị vua hãy lấy sữa trị bệnh cho công chúa thử nếu lành là sữa sư tử bằng trái lại thì chém đầu cũng không muộn vua y lời và nàng công chúa nhờ được uống sữa nên khỏi bệnh. Tiếp theo, vị là hán vào triều thuật lại việc ngài nghe các giác quan của chàng trai nọ tranh công với nhau và việc làm sàm tấu kia chính là cái lưỡi không xương nên nhiều đường lắc léo. Nhà vua hiểu rõ nội vụ bèn trọng thưởng cho chàng trai nọ. Đầy các tỳ kheo hãy hòa hợp nhau lại như nước với sữa ánh sáng với không gian lòng ích kỷ quá độ ngày xưa có một thủy quái tên makara vô cùng ích kỷ vô cùng tự phụ và cũng vô cùng tàn bạo tưởng chừng cả thế giới phải tiêu diệt thì lòng khát vọng của nó mới thỏa mãn Mỗi bữa ăn, nó ăn hết số cá mà một chiếc mành phải làm trong một ngày. Các loài thủy tộc, từ lớn đến bé đều lạ lùng quảng hốt hải hùng, bởi vì nó ăn tất cả, không chừa một con nào. Nhưng dĩ nhiên là trừ nó ra. Đứng trước cảnh tượng diệt vong loài thủy tộc phải làm thế nào? Biết tìm đâu một chỗ trốn tránh? Ở dưới nước hay đáy bể, cũng như trên đất bằng, không có lấy một chỗ có một đôi con mọc cánh bởi vì nó sắp biến quá thành chim. Chúng nó hy vọng được cất cánh, nhưng vừa giọt ra khỏi mặt nước, đầu lại vào đấy, nó rơi vào bể cả. Còn thủy quái khoái lạc nhìn con mồi và chế nhạo trước mưu mô ngu ngốc của đồng loại. Loài cá dù bơi hay lặn, lớn nhỏ đều bị nghiến ngấu. Còn thủy quái ra chiều đắc ý, nhưng lòng dục vọng không đấy nó vẫn không thỏa mãn không bao giờ nó có ý nghĩ rằng mình rồi cũng có ngày bị ăn thịt phải vì còn ai mạnh khỏe hung tợn kiêu ngạo bằng nó loài cá càng làm cho nó tin rằng mình là đúng nhưng loài cá con thì bị ăn thịt con thì chạy trốn nên trong bể thưa thớt dần vật thực càng hiếm hoi càng khó kiếm và khi nhai những con cá nhỏ xíu dưới hàm răng to tướng của mình nó tức điên lên. Mà cà ra nghiến và cắn lưỡi, giận dữ. Nó giật mạnh cái đuôi vĩ đại băng phẳng và cứng rắn như một tấm dáng. Nó quật lung tung nhưng không có tâm hơi một con cá nhỏ nào trong vùng nước nổi sóng. Nó ngạc nhiên, thất vọng và bực tức. Giật thực đã hết mà cơn đói lại càng hoành hành mãnh liệt. Biết làm sao bây giờ? Nó bơi lội, sụp sạo khắp nơi bỗng nhiên nó nghe bốc lên một mùi quen thuộc, mùi khuyến rũ các loài cá, mùi ấy nếu không bốc lên từ người nó thì còn từ đâu nữa. Tình trạng giống như con hươu chạy đuổi kiệt sức theo mùi xạ từ cổ nó tiết ra, còn makara lúc thì lặn xuống đáy bể, lúc thì nổi lên mặt nước, cái mùi thơm ngon từ mình nó lại theo nó mãi, trong cơn ngạc nhiên và bị kích thích nó cắn nghiến lấy thịt mình. Một cảm giác vừa đau đớn, vừa hoang lạc nổi lên. Nó nhắm nhía lấy máu mình, và nó không thể dừng được nữa. Cứ như thế, nó ăn cho đỡ đói, và nó đã lăn mình vào đau khổ để quên đau. Đến lượt biển cả lại ăn thịt nó, và cái gì còn sót lại thì đó là gian bóng của lòng kiêu ngạo của nó và lòng ám ảnh hải hùng của bầy cá đang sợ sệt dìu dắt nhau trở về. Như xét do sắc sinh ra rồi trở lại ăn sắc, ác nghiệt do con người gây ra rồi trở lại dắt con người đi vào cõi ác. Gần Phật và xa Phật Một thời Đức Phật ở nước xá vệ tại tỉnh sát xác... Câu chuyện làm việc thất đức, buôn người chịu báo ứng kinh hoàng, kẻ phong mạng, kẻ hóa điên. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh, Hẻo Lánh, chuyên sống bằng nghề trong bán dược liệu. Cho nên, có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây để mua dược liệu. Có cô gái tên là Hàng Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc, Hàng Hà, tuy mới 17 tuổi nhưng tính rất thẳng thắn. Thấy các lái buồn đến thôn mua thuốc, thường hay lượng gạt ép giá, nên cô tự đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn cùng thương nghị với lái buôn đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được rất nhiều tiền, nên dân làng đều tán tháng ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của hàng hà. Thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông ta. Đỗ Nghiêu bàn hứa sẽ cho Hàng Hà làm chức lớn và trả lương cao mời cô lên Thượng Hải. Hàng Hà vì gánh nặng phải lo cho sông thân tuổi cao và người Anh tàn phế đôi chân nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tâm mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988. Mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hàng Hà. Đồng Tân có người anh em tên là Hữu Tân. Mở công ty môi giới hôn nhân chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hữu Tân lợi dụng mối giao tế của anh mình thường dẫn các ông chưa vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hữu Tân lại có hai người khách là Bàn và Vương Đồng Nghĩa. Họ đã ngoài 30 tuổi. Chồng có vẻ là kẻ tài ba mẫu mực. Cả hai nói chuyện rất hào sản, thu hút. Họ ngỏ ý là muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hữu Tân luôn mồm nói sẽ tận lực đáp ứng. Ba tháng sau, Hữu Tân dẫn Bang và Nghĩa đến Thượng Hải, ngay tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối đó Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho ba vị khách. Hàng Hà và nữ nhân viên phục vụ, Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có ba công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ, Y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp Y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó thì Nghĩa giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp ba vùng Bắc Trung Nam của Đài Loan để xử lý công trình. Vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một người phụ nữ hiền lành biết cảm thông để làm vợ. Bang và Nghĩa giới thiệu rơm rã về mình, cộng thêm hụ tân gấp lời ca ngợi khiến đổ nhiều nghe qua, không ngớt gật đầu tán thưởng. Hàng Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hàng Hà thầm nghĩ, gia cảnh mình nghèo khó, không học vấn. Nếu như một trong hai người này không chê bỏ thì nàng ưng ngay. Nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt nghèo túng của gia đình, mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong ánh nhìn của Hàng Hà hiện đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời. Hai gã Ban và Nghĩa nhìn thấu hết. Hụ Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Nghiêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, hàng hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Bang thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi, thì ban và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm vì họ mới vừa quăng lưới, đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hữu Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân nương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường thì Hàng Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lu manh người rắn chở đến khách sạn đào viên giam lỏng và bị tịch thu hộ chiếu hết lúc này hàng hà hiểu hoang mới tỉnh mộng biết mình đã rơi vào tổ quỷ hôm sau ban và nghĩa cùng thủ lãnh người rắn là thái côn long đến uy hiếp hàng hà hiểu hoang họ nói nếu hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo với cảnh sát thì không những tính mạng bị lâm nguy mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại để chứng minh họ không nói dối Tên lâm đầu đảng còn chỉ ra hình cha mẹ của hai người và mô tả cảnh nhà của hai cô rõ mồn một. Hàng Hà tự biết khó thoát khỏi tai quỷ, đành nén chịu chờ thời cơ để thoát thân. Còn Hiểu Hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, nên là hét khóc than, làm âm náo đến chết đi sống lại. Tình lầm thâm độc, bèn nhốt Hiểu Hoang, cho hạ thủ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoang thân tâm đều bị dài dò tàn khốc, đành khuất phục tiếp khách, cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục. Nhưng lúc đó Hiểu Hoang đã bị nhiễm bệnh, dẫn đến chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu. Phần của hàng hà, tình lầm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy, đánh bạc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp hàng hà đã biến thành da vàng gầy ốm. Cuối cùng thì suy si sụp hay bị ngất. Qua kiểm tra thì nàng đã bị mắc bệnh ung bú một khi tình lâm thấy hàng hà không còn giá trị lợi dụng nữa thì hắn chẳng đeo phiền vào làm gì bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa hàng hà trả về cố hương đến nay sống chết cũng không rõ ngạn ngữ tây phương nói người trường kỳ làm ác trong tâm nhất định không an ba tên lâm bang và nghĩa chuyên môn dụ dỗ lường gạt ép buộc các cô gái ở đại lục đông nam á đến đài loan bán dâm bọn hắn thu lợi rất nhiều trải qua tháng ngày phú lạc nhưng chúng vẫn luôn bị bất an vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại, đầu bù, tóc rối, hình dạng như quỷ dữ cứ nghiến răng nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, bà tên côn đồ này suốt trong một tháng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy có một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn. Tiếng cười càng lúc càng khiến ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạn mồ hôi. Hai hôm sau, thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau. Vì vậy, họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ trục tà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý, nên bốn ngày sau thì bay sang Thái Lan để du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ đêm đầu tiên trên nước Thái, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan khiến tinh thần của bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Bang tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan, hiện đang điều dưỡng tại Bệnh viện Tâm thần Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thi thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan, họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan thì cả hai đều cảm thấy không khỏe, thân họ ngày càng gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám cũng không tìm ra được nguyên nhân. Họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S, tức SIDA. Nửa năm sau, họ bị bệnh dày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tích đức, tâm luôn sung mãn, hoan hỷ. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Xin xem gương những người mua lợi, gạt ép các cô gái bán dâm như thế này. Kết cuộc đều sẽ giống như ba người, lâm, ban, nghĩa. Khi sống tâm luôn bất an, lúc chết rất thống khổ. Câu chuyện đáng sợ của một giám đốc giàu có bị đọa địa ngục rồi đầu thai làm súc sinh. Mùa thu năm 2003, một ngày trời trong đẹp, gió thổi hiu hiu, tôi và người bạn già đi đến chùa Bàn Long nổi danh ở huyện Nguyên Thị, tỉnh Hà Bắc. Thắp hương lễ Phật xong, chúng tôi đi dạo nhìn ngắm cảnh ở trong chùa. Lúc này có một sư nữ, mặt mày tươi tắn, mỉm cười đón tiếp chúng tôi. Trong cô rất hòa nhã thân thiện, bạn già tôi bước lên trước chào hỏi thưa sư phụ chúng tôi là cư sĩ ở xa đến thăm chùa có thể trò chuyện cùng sư phụ được không ạ à? cô vội đáp à di đà phật dạ được ạ à. tôi lên tiếng thưa cô trong cô còn rất trẻ vì sao lại muốn xuất gia thế là vị sư nữ đem câu chuyện có thật đáng sợ do đích thân cô chứng kiến kể cho chúng tôi nghe Tôi sinh ra trong một gia đình cán bộ quyền thế tại thành phố X thuộc miền Đông Bắc. Cảnh nhà sinh hoạt rất sung túc, dư dật. Từ nhỏ tôi chỉ cấp sách đi học cho đến khi tốt nghiệp đại học tài chính. Tốt nghiệp rồi thì về làm ở cơ quan hơn 10 năm. Sau này chuyển qua công tác tại ngân hàng. Chồng tôi thì làm việc trong cơ quan chính phủ. Con trai đang học cao trung. Tôi luôn cảm thấy đời sống của mình rất hạnh phúc. Tôi có cha mẹ thân thuộc yêu thương. Gia đình im ấm, trong nhà không có gì phải sầu lo. Mọi việc đều hết sức thuận lợi. Nhưng ba năm trước, tôi gặp một đại biến cố khiến cuộc đời tôi thay đổi lớn, rẽ sang một hướng khác. Ba năm trước, tôi làm việc ở ngân hàng, đồng thời kim luôn chức, nhân viên tài vụ công ty Địa ốc. Ngài tổng giám đốc công ty Địa ốc 46 tuổi, niên phú lực cường. Quá khứ, ông làm ở công ty lương thực, sau chuyển qua kinh doanh Địa ốc. Ông giàu vô kể, sở hữu hàng vạn tài sản, làm ăn bề thế, rất có thực lực. Năm đó ông chơi cổ phiếu bị thu đậm. Hôm đó chỉ trong vòng 15 phút mà ông đã bị mất hơn 470 vạn đồng. Ông bị đả kích quá lớn nên xuất huyết não mà chết. Sau khi ông chết rồi, thần thức cứ một bề đeo theo tôi. Lúc ông còn sống, ông cao 1m84. Vậy mà giờ nhìn thấy ông xuất hiện chỉ cao khoảng 1m. Trong kinh Phật nói, Người chết rồi mang thân trung ấm, giống hình hài lúc còn sống, nhưng chỉ cao bằng đứa con nít, cỡ 8 đến 9 tuổi mà thôi. Điều này ứng hợp với những gì cô đã trông thấy. Sắc da ông như màu đất, hình mạo giống hệt lúc sống. Vừa nhìn là biết ngay ông Tổng. Khi đó bất kể tôi đi đâu, ông đều theo đến đó. Tôi không thể nhắm mắt, vì hễ cứ vừa nhắm thì nhức đầu không chịu nổi. Mà dù có nhắm mắt vẫn thấy ông. Người nhà cho là tôi bất bình thường nên mới cử người theo canh chừng tôi suốt ngày. Mà tình huống tôi nhìn thấy, bọn họ không thấy. Nên dù tôi có nói, có diễn tả, cảnh của mình thấy như thế nào, cũng chẳng ai tin. Tôi muốn trốn ông Tổng, cũng trốn không xong. Tôi đáp phi cơ đến Bắc Kinh, hay đi thanh đảo thì ông cũng đeo theo. Cảnh tượng này hành hạ tôi suốt 100 ngày. Đáng sợ hơn nữa là, sau khi ông chết đi, cứ 7 ngày là tròn một tuần. Mỗi khi qua một thức, trước mắt tôi lần lượt hiện lên từng cảnh giới nơi địa ngục chỗ mà ông bị thọ khổ thấy ông bị hình phạt thê thảm đáng sợ tuần thất đầu tiên tôi nhìn thấy mấy vị ngục đến kéo lôi hai tay ông nhét vào lò thiêu nướng chỉ nghe tiếng ông kêu la thảm thiết khi tay của ông rút ra được rồi nó cong vẹo đỏ bỏng như sắt nung lửa vậy người cũng co rúm quắt queo đến tuần thứ hai trước mắt tôi hiện lên là địa ngục thiêu thân Tuần thức thứ ba, tôi thấy ông chân trận leo lên núi đao, máu tuôn dầm về. Tiếp theo tuần thứ năm, sáu, bảy, lại thấy ông bị phanh thay, mổ bụng, mốc mắt, cưa chân. Thật là thê thảm và kinh khủng. Đến mức không dám nhìn nữa, tôi cũng nghe ông lớn tiếng kêu rên, van xin tôi cứu ông với. Nhưng lúc này tôi chưa biết gì đến Phật Pháp, đâu biết làm, đâu biết làm thế nào để cứu ông đây trong suốt 100 ngày cuối cùng thắng cảnh hiện. Tôi bỗng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên đóa sen màu hồng, mặc y phục màu trắng, tướng mạo ca nghiêm thù thắng không gì sánh. Tôi ngắm nhìn thần thái thanh tịnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, choáng ngợp vì ánh sáng rực rỡ trước mắt. Thần tâm lập tức cảm thấy thanh lương, tinh thần sảng khoái vạn bội. Chỉ nghe Bồ Tát Quán Thế Âm thiết tha bảo, rồi ngài phe phẩy tay áo, trong chớp mắt đã biến mất. Tôi vội kêu lên, lai like tỉnh người bạn cùng phòng, kể cho cô ấy nghe về cảnh mình vừa thấy quán Thế Âm Bồ Tát, thế là chúng tôi cùng đi mua hương lư và tượng quán Thế Âm. Lúc tôi thắp cây hương đầu tiên thì nhìn Bồ Tát trong chớp mắt hợp thành nhất thể với tượng ngài, rồi nghe ngài dạy hãy đến Bảo Hoa tự đi. Bảo Hoa tự ở Liêu Ninh tỉnh Đại Liên, tôi và cô bạn liền đến Bảo Hoa tự. Dường như sư trong chùa biết trước chúng tôi sẽ đến, vì vừa gặp tôi, sư liền bảo: "Ta đợi con lâu lắm rồi." Rồi sư còn nói: "Con cần phải xuất gia." Đến ngày 19 tháng 6, sư làm lễ cầu siêu cho ông tổng, khi đó tôi cảm thấy đại địa chấn động, thấy ông tổng từ trong địa ngục được cứu thoát, còn thấy từ trong địa ngục đưa ra vô số cánh tay giống như kêu cứu vậy. Siêu độ xong, sư bảo tôi: ông Tổng đã được cứu khỏi địa ngục, đầu thai vào cõi súc sinh rồi. Một năm sau, cũng nhằm vào ngày 19 tháng 6, tôi đang đi trên đường lân cận, thì tình cờ gặp một con lừa. Vừa nhìn thấy tôi, nó không chịu đi, kêu thì nó chảy nước mắt. Tôi không hiểu vì sao lại có chuyện này. Về đến chùa thỉnh giáo sư phụ, ngài nói, con lừa này chính là tổng giám đốc của các con đó. Thế là thân thích bằng hũ vội đi khắp nơi để tìm con lừa nhưng không tìm được. Lại một năm trôi qua, hôm đó là ngày 28 tháng 4, con lừa bị sút dây chói chạy đến cổng chùa, mặc cho người ta lôi kéo hay đánh đuổi, nó đều không chịu đi. Lúc đó sư trụ trì đang tọa thiền, nhưng ngài vẫn bảo tôi, bên ngoài có con lừa tìm cô đó. Tôi vội chạy ra ngoài cổng, con lừa vừa nhìn thấy tôi vội vàng chạy đến, kêu lên và chảy nước mắt Tôi bảo nó Người là tổng giám đốc X phải không? Nếu phải thì gật đầu nha Nó nghe và hiểu lời tôi Nó liền gật gật đầu Sau đó tôi bảo Ta quy y cho cươi Hãy lắng nghe nhé Tôi liền làm theo cách thức mà sư phụ dạy Quy y tam bảo cho con lừa Làm lễ xong tôi nói Bây giờ hãy dẫn ta đến nhà chủ của mi đi Con lừa gật đầu Nó đi trước rồi tôi theo sau nhìn nó đi trên đường giống hệt ông Tổng lúc còn sống vậy. Về đến nơi, con lừa nó nhìn tôi, rồi nhìn ông chủ ngầm ý như bảo tôi, đây là chủ nó. Tôi hỏi ông ta, con lừa sinh vào lúc nào? Khi ông nói đến ngày tháng năm, tính ra đúng hợp với thời gian siêu độ cho ông Tổng. Ngày đó tôi tin chắc đây là ông Tổng từ địa ngục thoát ra, sinh vào lội súc trong nhân gian. Sau đó người nhà ông Tổng đến chuột con lừa, đem nó vào chùa phóng sinh. Sự việc này đã làm chấn động tâm tư của rất nhiều người. Nguyên là công ty thiếu ngân hàng số tiền cực lớn, khoảng 7.000 vạn. Nhưng ông Tổng lúc còn sống đã có ý không muốn trả. Cho nên từ khi xảy ra sự việc kinh thiên động địa này, làm cho tất cả những người ở công ty được trực tiếp chứng kiến cả rồi, thì ông phó tổng giám đốc liền tự động hướng ngân hàng đền trả toàn bộ số nợ. Thanh toán xong rồi, công ty này vẫn còn tiền dư được tặng mất chứng kiến, thân nhân bằng hữu và các đồng nghiệp của tôi, sau sự cố đó đa số đều quy y Phật môn. Cho tôi đích thân trải qua sự kiện này, vô cùng tin sâu luật đạo luân hồi là có thật không dối, thâm hiểu luật nhân quả báo ứng không sai mảy may. Vì sao ông tổng bị đọa vào địa ngục, nếm đủ hình phạt khổ đau, tất nhiên là do những nhân gieo không lành. Nhưng đó là chuyện riêng của bản thân ông tổng. Tôi không muốn khơi lên làm gì nữa, điều quan trọng là chuyện của ông đã khiến cho nhiều người thức tỉnh, cảnh giác, biết tự chấn chỉnh và tu sửa thân tâm cẩn mật hơn. Cho dù hiện tại quý vị giàu sang, sở hữu ức vạn tài sản đi chăng nữa, sở hữu ức vạn tài sản đi chăng nữa thì một khi chết đi rồi chẳng mang theo được một xu, đúng như cổ nhân thường dạy, vạn thứ chẳng mang theo được, chỉ có nghiệp đeo theo mình. Tôi từ nhỏ vốn sinh ra trong gia đình giàu sang, lại là gia đình có địa vị quyền thế. Tính ra số loài vật từ bay trên trời, đi dưới đất, bơi trong nước, không còn gì mà tôi chưa ăn qua. Nghiệp ác đã tạo cố nhiên rất sâu nặng. Tôi thầm nghĩ, tương lai nếu như tôi và cha mẹ thân quyến bị đọa vào địa ngục, thì ai sẽ cứu chúng tôi ra đây? Thế là tôi hạ quyết tâm, phải xuất gia tu hành, nguyện tu cho đến khi chứng đạo vô thượng. Cô kể xong câu chuyện, vẫn còn rất cảm xúc, bùi ngùi thở dài. Chúng tôi bị câu chuyện của cô làm chấn động, tâm linh bị đả kích mãnh liệt, vì những kiến thức đã biết về lục đạo luân hồi, về nhân quả báo ứng trước đây, thấy điều chỉ đọc trong sách, nên cảm thấy cách mình rất xa. Nhưng câu chuyện thật do vị sư nữ vừa kể ra đây, lại xảy ra rất gần trong thế kỷ 21 này. Thời gian, địa điểm, người thật, việc thật rõ ràng bày ra trước mắt sao có thể khiến cho người ta không kinh hồn bạc vía được chứ? Được chứ? Sáu câu chuyện nhân quả báo ứng nên nghe một lần trong đời. Gần đây có một vị họ trương, nhà ở tại thôn Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thân chứng kiến hoặc nghe thuộc lại. Ông khẳng định những chuyện này là hoàn toàn có thật, là người thật, việc thật, có bằng chứng hẳn hồi xin công bố ra để thế nhân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây, mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu vào nhân quả, để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng câu chuyện theo thứ tự như sau. Câu chuyện thứ nhất, ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông gì. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại sưởng giày, có một ông giáo tên X dạy về môn kỹ thuật rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp cho đến khi đầu vỡ máu tuôn, chó chết dãy dụa tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt nó cho bằng được, rồi dùng đá đập đầu. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy dụa, lăn lộn thống khổ. Tôi cứ tỉnh bơ, nhìn như không thấy gì, lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút ái nái vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này, tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ bảy năm trước tôi công tác tại đội làm đường nọ khi một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh tôi không đề phòng nên bị tông dẫn đến chấn thương sọ não phải nhập viện điều trị rất lâu mới có thể hồi phục sau đó chứng đau dạ dày tức bao tử bộc phát tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị uống đủ thuốc đông lẫn tay y nhưng vô hiệu cuối cùng bắt đắc dĩ tôi phải áp dụng theo một số đơn thuốc dân gian chỉ bài. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rết, rùa, gà, dịch phối hợp để chưng, nấu, hầm hay nướng mới có tác dụng. Kết quả tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ, dùng đủ các loại thứ thuốc, bệnh của tôi không những không giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó tôi đi đến các bệnh viện lớn để khám. Bác sĩ nói nếu không mổ ngay tức khắc thì khó mà cứu được mạng, vì vậy cần phải phẫu thuật. Dạ dày của tôi bị cắt bỏ hơn 2 phần 3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái lúc tôi đang làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương, nát bấy, máu chảy không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi, khi nhìn thấy tai nát máu chảy ngón tay run lẩy bẩy không kìm được bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn hay giết chó máu nhộm đó cả khoảng sân nhân đấy tôi bắt đầu tự hỏi tuổi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ còn gặp đủ tai nạn thương tật Vậy có phải điều là quả báo do ngày xưa sát sinh hay chăng? Câu chuyện thứ hai Trần Lão Gia Tôi có một nữ đồng nghiệp, họ Trần, trong lúc hợp mặt, vị tiểu thư này kể, cha cô là Trần lão gia có một sở thích rất đặc biệt đó là rất ưa ăn mắt cá, mỗi khi dùng bữa nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt của con cá ra ăn, khen rằng rất là ngon. Ông còn dặn người nhà là phải mua thật nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân của cô bỗng dưng bị viêm hết một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng. Nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa trị được. Sau đó mắt của ba cô bị mù hẳn. Bác sĩ bèn mổ lấy nó ra, thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau con mắt còn lại của ba cô cũng bị bệnh. Không bao lâu thì bị mất thị lực. Hiện giờ ông phải sống qua những chuỗi ngày không còn nhìn thấy ánh sáng. Câu chuyện thứ ba, ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một người bạn học họ Trần, anh là quân nhân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và người em trai của mình thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật hoặc là bắn chim xem đây là thú tiêu khiển. Sau này nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai của anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai của anh đã bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không bao lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn, hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi nhau với vợ một trận dữ dội, phải dẫn đến ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn, giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Câu chuyện thứ tư, anh bạn xã thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xã thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng hễ bắn ra phát đạo là trúng ngay chỗ hiểm làm chim bị thương nơi phần đầu anh mà ra tay là không con nào thoát khỏi mấy năm nay đối với tài nghệ này của anh mọi người đều hâm mộ không tiếc lời trầm trồ ngợi khen năm ngoái trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát như quả dưa hấu bị bổ Ốc bắn vần tứ tung mà máu chảy đầy đất ai chứng kiến cũng kinh tâm không dám nhìn hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ câu chuyện thứ năm khi oan gia báo tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt thích nhất là giò heo cánh và chân gà không những ngày ba bữa liên tục mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức cùng năm ba bạn nhậu phải luôn có các món trên có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric nên tay chân biến dạng cong queo. Hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét trông rất đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rửa. Dù ông đi khắp nơi để cầu trị nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi, ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời của người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy kêu thét hoảng sợ. Có người tới muốn bắt tôi đi, có người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi. Khiến ai nghe cũng nổi gai ốc. Câu chuyện thứ sáu, cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi, các chị bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước tại Đài Loan, có một số người nghèo khổ, bu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo Lần nọ có một anh bán vải Chở hàng vào thôn Các phụ nữ bu xem Họ cầm vải truyền tay nhau Cùng xem rồi luân phiên bình phẩm Nhưng không ai mua cả Người bán thấy vậy bèn thu vải về Nhưng khi kiểm hàng anh phát hiện Bị mất một sắp vải Lần này ai cũng nói là mình không có lấy Trong số phụ nữ kia Thì có một chị không những hung hăng xác định Mình không lấy mà còn thề độc như sao Tôi mà có lấy vải như mấy người nói hả thì sẽ bị xe tông chết. Sau đó chị ta đến Kim Môn, ngày đó chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng đáng sợ vô cùng. Sợ vô cho... vì sao hiện tại sống tốt thiện lương nhưng vẫn bị đài đọa khổ đau tôi sinh ra đã là một đứa trẻ lắm bệnh tật mới chào đời được vài ngày thì bị tiêu chảy bị sốt xuất huyết mắc trợn trồng trắng vào bệnh viện bác sĩ rút tủy xương để làm xét nghiệm chữa mãi mới khỏi suốt thời thơ ấu hãy trong vùng có dịch bệnh gì thì y rằng tôi là một trong những người đầu tiên bị bệnh đến lớn cũng không khỏe mạnh hơn chút nào hay bị mệt tim và khó thở khám thì không ra bệnh dù uống thuốc cũng vài hôm là lại tái bệnh như cũ cách đây hơn chục năm, khoảng trước năm 2009. Khi ấy, tôi mới biết đến Phật Pháp, biết đến luật nhân quả và quy y ở Chùa Bào Sen, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Pháp danh Diệu Thanh Ngọc. Tôi được nghe nhiều chuyện linh ứng của chú Đại Bi, biết đến nhiều trường hợp nhờ thực hành theo Phật Pháp mà được khỏi bệnh. Thế nên tôi cũng phát tâm trì tụng chú Đại Bi ngày 7 biến, rồi dần dần tăng lên 21 biến, tụng kinh cứu khổ ngày hơn chục biến, liền mấy tháng trời như thế. Một lần sau khi tụng kinh xong, thì lòng tôi khởi lên thắc mắc, tôi biết tôi bị bệnh là do nghiệp, nhưng nghiệp gì, vì sao tôi cũng từng sám hối, từng tu tập, tụng kinh, trì chú nhiều rồi, làm phước nhiều rồi, mà không khá hơn được chút nào. Tôi đã làm sai điều gì mà bệnh tật cứ đeo bám từ lúc mới sinh đến tận bây giờ. Bệnh này chưa chữa xong thì bệnh khác lại đến, cha mẹ chưa báo hiếu được chỉ toàn báo bệnh mà thôi tôi thầm mong có một lời giải đáp cho chính mình không ngờ ngay đêm hôm đó tôi được toại nguyện ngay có lẽ là nhờ công đức của chú đại bi và kinh cứu khổ cùng với sự gia hộ của chư phật tôi chìm vào giấc ngủ và mơ một giấc mơ sống động như thật sau này tìm hiểu tôi được biết đó là loại giấc mơ thấy tiền kiếp loại giấc mơ này cực kỳ rõ nét mọi cảm giác đều y như thật, chứ không có kiểu mờ ảo mông lung, dù trực tự như giấc mộng thường. Khi tỉnh dậy, ta có thể nhớ rõ chi tiết, thậm chí nhiều năm sau cũng không bị quên. Điều đặc biệt nhất là nó luôn ăn khớp với luật nhân quả nghiệp báo và cho ta những câu trả lời thỏa đáng về cuộc sống hiện tại. Trong mơ tôi thấy tôi là đàn ông, là tướng quân trấn giữ một tòa thành thời phong kiến, mặc đồ cổ trang như trong phim Trung Quốc như ngôn ngữ kiểu bây giờ có thể nói là rất xoáy ca. Khi ấy, tòa thành bị giặc ngoại bang xâm lăng, điên cuồng tấn công. Tôi đang chỉ huy quân đội, điều binh khiển tướng, gắng sức giết giặc. Tôi ra lệnh bắn pháo đại bác, điều binh tấn công bên này, chấn thủ bên kia. Sau mỗi mệnh lệnh như thế, là sát người chồng chất lên sát người, địch ta thịt xương lẫn lộn. Vì rất nhiều nước lân bang muốn chiếm thành, nên không chỉ đánh có một trận, mà là rất nhiều trận tôi kiên cường cùng binh sĩ ra trận, chống trả quyết liệt suốt mấy tháng trời. Sau mỗi trận đều thương vong vô kể, xác người la liệt, máu thịt chất cao như núi. Ác liệt là vậy, nhưng mãi vẫn chưa phân thắng bại. Cuộc chiến dài dẳng kéo dài không rõ vài tháng hay vài năm. Cuối cùng, thành quách bên quân tôi bị địch bao vây kín, không còn đường nào thoát. Tôi thấy vô số, tôi thấy người chết vô số, cảm giác bị thương tàn tốc vô cùng thống khổ tôi không ngăn được dòng nước mắt đưa ra quyết định quy hàng đem thân này nộp cho giặc xin giặc tha cho các tướng sĩ của tôi không kịp biết là tướng sĩ của tôi có được tha hay không thì tôi tỉnh giấc hồi tưởng lại tôi mới nhận ra hòa bình là một thứ hết sức đáng trân trọng sinh ra vào thời chiến rồi ta mới hiểu ra rằng cuộc sống khốn khổ không sao kể xiết chẳng biết đến bao giờ, nhân loại dừng tay tạo sát nghiệp, chấm dứt mọi cuộc chiến tranh trên thế gian này. Vào một đêm khác, tôi lại có giấc mơ tiền kiếp, thấy mình ở vào một thời đại khác, có vẻ giống như thời pháp thuộc, song không chắc lắm. Tôi đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, phía trước có một người điều khiển ngựa, còn đằng sau quân địch đuổi theo rất đông. Tay tôi lăm lăm khẩu súng lục, bên cạnh còn có một cây súng trường và đang điên cuồng nã đạn bắn chết rất nhiều người. Người đánh xe ngựa điều khiển xe chạy quá chậm, khiến tôi điên tiết, tôi vừa lấy cái cây nện vào đầu anh ta, rồi quay lại tiếp tục bắn giết. Chà, quả là một người hung dữ, và thú thật, cái tính hung dữ ấy vẫn còn được bảo tồn đến tận kiếp này. Một đêm khác nữa, tôi trở lại tiền kiếp qua giấc mơ, tôi thấy mình là một cô gái xinh đẹp, tôi gặp gỡ một tình báo viên, không lâu sau đó tôi đã yêu anh ta, Dần dần, anh ấy dẫn dắt tôi gia nhập tổ chức được đào tạo trở thành một nữ tình báo. Tôi được cấp trên sắp xếp, cài vào làm việc trong văn phòng của phe đối lập bên nước láng giềng. Nhiệm vụ của tôi là dùng mỹ nhân kế cùng những kỹ năng khác đã được đào tạo để thu thập tin tức, giấy tờ tối mật của đối phương, rồi lén báo về cho tổ chức. Tôi khi ấy rất thông minh, sắc sảo và thêm một chút đanh đá và khéo léo diễn kịch đến nỗi nhiều năm sau không bị ai phát hiện. Những thông tin mật báo của tôi đã gây ra những tổn thức nặng đề về tài sản và tính mạng cho đối phương, lại tìm rất nhiều người vì tôi mà chết. Nghiệp chướng như thế nên thảo nào cả đời tôi thất bại, gieo rắc sự phá hoại. Cái mình nhận lại sẽ là một cuộc đời tàn tạ, Âu cũng là nhân quả mà. Tôi nằm vùng rất lâu nhưng mãi không thấy người yêu tôi liên lạc. Anh ta biến mất dạng hoặc cũng có thể đã chết dù cố thử nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy anh ta. Sau này, trong những buổi tiệc tùng, tôi quen biết một trưởng làng đã già nhưng giàu có, có chức có quyền ở trong vùng nhưng không có con. Ông ta ngỏ ý muốn cưới tôi. Tất nhiên, tôi không có tình ý gì với ông ấy. Xong vì ham gia tài kết xù nên sau đó tôi vẫn đồng ý làm vợ lẽ của ông ta. Điều này khiến cho bà vợ cả vô cùng đau khổ bà ấy đã già lại không sinh được con từ khi cưới tôi ông chồng không còn ngó ngàng gì đến bà nữa tôi đã cướp ông ấy từ tay bà đó là một người đàn bà điển hình với lối sống cam chịu dù trong lòng rất buồn tuổi nhưng bà ấy không có phản kháng gì chỉ lặng lẽ thu mình lại chịu đựng để mặc cho tôi hãnh diện cùng chồng tung tăng từ yến tiệc này đến dạ hội khác vui thú say sưa chẳng cần biết đến ai đang buồn hay ai đang thầm khóc. Cả ba kiếp sống mà tôi thấy lại trong giấc mơ đó, tôi gây ra biết bao nhiêu sát nghiệp, khổ nghiệp, gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho người khác. Thật tội lỗi làm sao? Hèn gì tôi bệnh tật đầy mình, làm gì cũng thất bại, cả đời đều gặp chuyện trái ý, luôn không được toại lòng. 12 năm nay, tôi lại bị bệnh xoan, hành cho nhức đầu, hay cây buồn ngủ, thường muốn ói và mệt lã Thỉnh thoảng tôi đi coi thầy bói, thầy bảo tôi rất có nhiều vong theo, kêu tôi phải cúng cho họ ăn và sám hối nghiệp chứng với họ. Thầy bói còn nói tôi sẽ bị chồng phản bội. Chà, thực ăn khớp với những gì mà tôi đã biết qua bà giấc mơ kia. Chà, thật ăn khớp với những gì mà tôi đã biết qua ba giấc mơ kia. Tôi từng giết rất nhiều người, giờ vong hồn của họ đeo theo tôi và đến tận kiếp này để báo thù. Hiểu được vậy rồi, tôi cũng cố gắng sám hối những tội chứng của mình. Niệm Phật và cúng cơm cho các vong linh oan gia mỗi ngày, nhưng vì bận nhiều việc nên việc sám hối cũng không được nhiều lắm. Sám hối một thời gian thì bây giờ cũng đỡ mệt và có thể làm việc nhà, chứ không như ngày xưa là nằm như liệt giường, không đủ sức làm gì cả. Một đêm nọ, tôi lại gặp một giấc mơ thiền kiếp kiếp đó tôi thấy mình đã lấy chồng và sinh được một đứa con trai phủ phàn thai đứa bé chưa tròn một tháng giữa lúc mẹ con tôi cần tiền và sự chăm sóc nhất thì chồng tôi đã cặp kè tay trong tay với một ả tình nhân yêu kiều khác bỏ tôi lại một mình không thèm đoái hoài trái tim tôi tan nát nó uất hận trào dân tột cùng tôi chia tay với anh ta gạt nước mắt mà ôm con về với mẹ đẻ Nhà mẹ tôi khi ấy rất nghèo, chúng tôi dứt giả làm lụng quanh năm, chật vật lắm mới nuôi con khôn lớn trưởng thành. Kiếp ấy tôi rất hận chồng, thậm chí khi tỉnh dậy, lòng còn đầy căm tức cả chồng phụ bạc, muốn tính sổ với hắn. Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, chẳng phải kiếp trước đó tôi đã đi cướp chồng của người khác sao? Chẳng phải tôi đã nhận lại đúng những gì mà tôi đã gây ra cho bà vợ cả của ông trưởng làng sao? Nhân quả thật là công bằng mà, nào có oan ức gì chẳng qua là sự thật bị màn luân hồi chuyển kiếp che lấp đi ta không hay không biết mà thôi giờ đây tôi đã hiểu tôi biết nghiệp của mình quá nặng mấy năm nay thi thoảng tôi có sám hối xong thế thì đã thấm thía vào đâu rồi tôi cũng hay đi chùa tạo phước này kia hồi hướng cho các oan gia xong điều đó thì cũng đã nhầm nhò gì so với đau khổ mà tôi đã gây ra cho họ bao nhiêu con người chỉ một câu hạ lệnh của tôi là chết không toàn thay đầu rơi máu chảy huống chi là nhiều kiếp cuộc chiến này nối tiếp cuộc chiến kia nghiệp sát chồng chất không biết bao nhiêu mà kể rồi đến bao nhiêu loại nghiệp khác ấy thế mà trước kia mới tụng kinh trì chú được vài tháng mà tôi đã cho là nhiều thế nên bây giờ chịu nhiều quả báo bệnh tật tai ương tôi không còn oán tháng than trời trách đất mà bình thản lãnh chịu dù cho đau khổ có gấp nhiều lần hơn thế nữa thì cũng là nhân quả công bằng mình làm mình chịu và muốn cho hết bệnh tật hết khổ đau đơn giản là tôi cứ tiếp tục nỗ lực kiên trì sám hối tạo nhiều công đức lành để bù đắp cho ác nghiệp xưa kia đến khi nào nghiệp hết thì bệnh hết vậy thôi tôi biết trên đời có rất nhiều người giống tôi bị cuộc đời nhấn chìm trong đau khổ trong đớn đau và nước mắt rồi chẳng biết nguyên nhân vì đâu mà khổ lại chỉ trời chỉ đất lại chỉ trời mà trách trời bất công nhìn đời mà hận người bạc bẽo giờ thì tôi đã hiểu cuộc đời này là một vòng tuần hoàn nhân quả mình sẽ nhận lại những gì mà mình đã cho đi cái quy luật này là sự công bằng của vũ trụ chẳng trách ai được có trách thì hãy trách chính mình khi xưa mình tạo nghiệp thì nay mình ráng mà chịu vậy thôi. Tôi đã từng nghe Đạo Phật nói đến điều này rất nhiều. Ấy vậy mà đến giờ tôi mới thực sự thấm thía. Thôi thì cũng là một điều may mắn cho tôi. Vì ngoài kia còn có không biết bao nhiêu người sẽ chẳng bao giờ hiểu ra trực tự nhân quả này. Cứ ở đó mà trách trời, trách người. Mà có một người đáng cần phải trách nhất, xong họ lại bỏ qua. Ấy là tự trách chính mình dù cho kiếp này không gây tội lỗi gì nhưng trùng điệp trăm nghìn kiếp trước chắc chắn phải từng tạo nghiệp gì đó nên giờ mới phải chịu khổ chung quỳ vẫn là mình làm mình chịu thôi nhìn lại cuộc đời mình lại nhìn thêm mấy kiếp trước nữa khi lên cao khi lại lao đào xuống thấp vui thì ít buồn khổ thì chồng chất ngẫm lại những lời giải này thật thấm thía đời là biển khổ Ấy vậy mà con người ta cứ mãi đắm luyến vào nó, bám chấp đến nó thật chặt mà mong tìm thấy niềm vui, thật buồn cười. Đức Phật ví như người muốn liếm mật trên lưỡi dao, nò đầu chưa thấy đã đứt lưỡi rồi. Sống trong thế gian này, vui thì cũng có đó, song nó đáng là bao khi so với tổng số đau khổ mà ta phải chịu đựng. Bao nhiêu mệt mỏi lo toan, chật vật để chạy theo cuộc mưu sinh tức bật từ kiếp này qua kiếp khác. Mệt mệt lắm, bạn mà biết được các kiếp trước như tôi thì lập tức bạn sẽ thấy ngay sự mệt mỏi nó khủng khiếp như thế nào. Và còn rõ rệt hơn đó là đau khổ. Nhiều loại đau khổ khác nhau sẽ luôn phiền dày vò mỗi người từ khi mới sinh cho đến tận khi chết. Chết rồi sẽ hết khổ sao? Không, chết lại đầu thai, sinh ra với mọi thứ mới toanh, bắt đầu từ đầu lại vật vả với các trăm nghìn khổ đau rồi lại chết lại đầu thai kiếp khác sống vài chục năm lại chết cứ thế vòng lặp bất tận nên gọi là luân hồi và cái vòng sinh tử bất tận ấy nó ngập ngụa trong máu và nước mắt khổ lắm nào là bệnh tật dày vò nào là nghèo đói bế tắc nào là chiến tranh kinh hoàng máu chảy thịt rơi rồi thì bão lục thiên tai sinh ly tử biệt dần dần trăm nghìn loại khổ, nhưng rốt cuộc ta sẽ được cái gì? Nếu bạn còn nghĩ rằng vất vả lo toan, nỗ lực bươn chải, cuối cùng bạn sẽ được sự nghiệp, được gia đình hạnh phúc, được này được kia, thế thì bạn bị giống như tôi, bị cái cuộc đời ảo mộng này nó lừa rồi, bạn sẽ chẳng được bất cứ cái gì hết. Mỗi lần cái chết đến, thời gian sẽ cào bằng tất cả tiền tài sự nghiệp lập tức không còn gì gia đình con cháu chồng cất ta xong thì sẽ cho ta vào quên lãng nhiều năm trôi qua đến tên ta là gì cũng chẳng còn ai thèm nhớ cả thậm chí chính ta cũng sẽ quên vì ta đã đầu thai kiếp khác còn nhớ gì nữa đâu tôi chỉ chợt tỉnh ra khi nhìn lại các kiếp trước khi làm tướng quân tôi liệu mình xông vai trận mạc chém giết luôn tay sát nghiệp đầy mình nói thẳng ra cũng chỉ vì muốn thăng quan tiến chức leo lên những ngôi vị cao hơn nhưng rồi sao cuối cùng thì vẫn chết ai mà chả vậy chết rồi thì còn lại gì nữa đâu mọi thứ bốc hơi như một giấc mộng rồi kiếp làm điệp viên cũng thế mù toàn đủ kiểu rồi cũng được làm phu nhân của một đại gia giàu có nhưng giờ cái giàu có ấy đâu rồi tan rồi nó đã bị thời gian hòa tan vào không khí cùng với mọi thứ khác thân xác mỹ miều tại năng xuất chúng chồng con gia đình dân dân trong kinh đức phật gọi đó là vô thường nghĩa là không gì tồn tại mãi cả tất cả sẽ tan biến quy luật vô thường này chẳng chừa ai chẳng chừa cái gì cả bản chất cuộc sống này bản chất sự luân hồi này là thế đấy mệt mỏi khổ đau thật nhiều, để rồi sẽ chẳng được cái gì cả. Thế nên Phật mới dạy, cần phải thoát ra khỏi luân hồi, cần phải tìm đường giải thoát. Giải thoát bằng cách nào đây? Tôi là hạng căn cơ kém, lại sống ở thời mạt pháp này. Việc mơ tới chứng đạo như các vị A La Hán thời Đức Phật thì xa vời quá. Nhưng may mắn thay, còn một con đường khác ngắn hơn, dễ hơn. Đức Phật Thích Ca vì thương xót những hạng cặn cơ kém, không tự mình tu hành giải thoát được, nên đã mở ra cho những người như tôi một lối tắt để giải thoát khỏi cơn ác mộng luân hồi. Đó là vạn sinh về Tây Phương cực lạc. Nói cho dễ hiểu thì đó là một hành tinh ở rất xa, thanh tịnh và không có bất cứ đau khổ nào. Nơi đó có một đức Phật hiệu là a di đà Phật. Ngài vì lòng từ bi thương xót chúng sinh khắp vũ trụ, đau khổ vô tận, nhưng chẳng dễ tự mình thoát ra được. Vậy nên, Ngài dùng phước đức vĩ đại, không cùng tận của mình mà tạo dựng nên một thế giới thanh tịnh, đẹp đẽ, ngập tràn sự an lạc mà không xen lẫn chút khổ đau nào. Để cho mọi chúng sinh khắp pháp giới vũ trụ, nếu muốn được đầu thai về thế giới của Ngài thì đều có thể. Cụ thể như thế nào thì bạn nên tìm đọc Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng giải rất rõ trong đó. Chưa vài lời ngắn ngủi của tôi không thể nói rõ được. Còn để đầu thai về cõi Tây Phương cực lạc cũng không quá khó, chỉ có ba điều. Một là có lòng tin vào Phật A-di-đà, vào cõi Tây Phương cực lạc, gọi là tín. Hai là phát nguyện kiếp sau sẽ được tái sinh về cõi cực lạc đó, gọi là nguyện. Và ba là làm nhiều phước lành tạo nhiều công đức khác nhau, nhất là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hồi hướng công đức ấy, cầu được chuyển sinh về cực lạc, gọi là hạnh. Cả ba điều trên được tóm gọn lại ở phần khai thị cầu vãng sinh, trang 278. Sinh về thế giới cực lạc rồi, không phải là thành thánh ngay, chỉ là ta sẽ được sống trong một thế giới tuyệt mỹ, không hề có danh từ khổ đau trong từ điển nơi đó cũng không phải chết rồi đầu thai, mà tuổi thọ sẽ được kéo dài vô hạn định, quan trọng nhất là được Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát giáo hóa dạy dỗ cho. Theo đó mỗi người sẽ tu hành chuyển nghiệp dần dần, tăng trưởng trí tuệ, đạo hạnh dần dần trong thời gian lâu xa không có giới hạn cho đến khi chứng đạo thành Phật mới thôi. Tuyệt vậy thì con Di bằng từ khi biết đến pháp môn tịnh độ cầu vãng sinh về Tây Phương cực lạc rồi, thật lòng tôi mừng hơn là bắt được vàng. Còn gì phù hợp hơn nữa với một kẻ căng cơ yếu như tôi để thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn đầy máu và nước mắt ở cái thế giới này. Thế nên kể từ đó, việc trọng đại nhất của cuộc đời tôi đó là dùng những năm tháng còn lại của cuộc đời truyền tầm tù theo pháp môn tịnh độ, chờ cho hết kiếp này mà được tái sinh nơi cực lạc mà cho dù kiếp này còn chướng ngại chi đó chưa được vãng sinh thì tôi cũng nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ vẫn tu tập cầu vãng sinh, một kiếp không được thì năm bảy kiếp, thế nào tôi cũng sẽ được toại nguyện, vì nhân vãng sinh đã gieo thì quả vãng sinh phải chỗ, nhân quả chắc chắn không sai chạy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhân quả không dễ nhìn thấy nhưng lại có quyền năng tuyệt đối luôn công bằng và chính xác, chỉ cần hiểu rõ nhân quả và biết cách vận dụng, mọi việc đều sẽ tự thông suốt, bất kể là việc đời hay việc đạo, bất kể là muốn mau khỏi bệnh hay cầu được vãng sinh. Hy vọng ai ai cũng sớm thông suốt những đạo lý này, kinh sợ tội ác, nương theo lời Phật dạy mà dốc lòng tu tập, thế giới sẽ bớt đi bao nhiêu đau khổ, cuộc đời sẽ tăng thêm bao nhiêu sự yên bình, hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc câu chuyện quả báo không giữ chữ tính khiến cả gia đình bị lụi bại kẻ thì điên loạn người thì chết thảm ký văn đông hơn 40 tuổi toàn thân mặt hiếu tan mắt đầm địa lệ quỳ trước ngôi mộ mới đắp của thím chuông láng giềng lâu thật lâu vẫn chưa chịu rời xa người đàn ông này vóc dáng cao lớn tướng mạo đường đường nhưng lại có thời thơ ấu rất thê thảm nếu như không nhờ thiếm trương quan tâm giúp đỡ, thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tùy không phải thân nhân, nhưng thiếm trương đối đãi tốt còn hơn là thân nhân trong gia đình. Lúc Văn Đồng 5 tuổi thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đồng trước lúc lâm chung, mắt đầy lệ gửi gắm con trai mình lại cho anh cả và chị dâu. Ký thác toàn bộ gia sản của ông, bao gồm nhà cửa khang trang, số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức tài sản hồi môn của mẹ Văn Đông. Xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh, cậy nhờ họ quản lý thay cho bé Văn Đông. Lúc đó anh cả và chị dâu ông, chị trời đất, thề thốt đủ điều. Họ nói với người sắp mất như thế này, chúng ta đều là người một nhà, con em thì cũng như con anh chị. Dù em không để lại tài sản, chẳng có lấy một xu, thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang, nuôi nấng cháu lớn khôn và Văn Đồng nghe những lời càng đầy tình nghĩa như vậy, sung sướng mỉm cười, an lòng nhắm mắt ra đi. Khi đó cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy cũng đều cảm động rơi nước mắt. Xong tang lễ được mấy ngày thì thiếm chuông láng giềng bỗng nghe Văn Đông bị đánh đập khóc rất to. Hơn nữa cứ cách năm ba ngày thì nghe hai bác đánh cháu chửi mắng ôm sờm, âm thanh nghe rõ mồn một, một. Thiếm chuông tốt bụng đã nhiều lần can gián nhưng chuyện vẫn xảy ra như cũ. Sau đó thím phát hiện bé Đông rất ít ra ngoài chơi, thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa, nhưng chẳng hề thấy nó cười. Thím trường bèn đến gần, hỏi hàng mấy câu, thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi không dám nói gì. Thím trường thấy Văn Đông ốm đi rất nhiều, hơn nữa mặt mày thân thể còn đầy vết thương. Thấy thế thím trường không cầm được nước mắt, dần già láng giềng hương thôn, ai cũng biết chuyện. Nhưng khi làng xã chức vấn thì hai vợ chồng nọ hung hăng nói là tại Văn Đông lì, bướng, không có ngoan, bọn họ nhận lời ba hàng bé ủy thác thì có quyền quản giáo cũng chẳng làm hại gì nó mà. Họ còn cách ngược lại, mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu. Nào có máu mũ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ. Do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đại cháu của hai bác Văn Đông. vả lại người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện nội bộ của gia đình họ. Nên dù rất bất bình nhưng chẳng ai giúp được chi. Một năm rồi một năm trôi qua, hàng bé dần dần trưởng đại. Thiếm chuông nhiều lần thừa lúc hai bác văn đông đi vắng lèn đút nhét châm bón cho thằng bé khi thì miếng bánh lúc viên kẹo hoặc là thứ gì đó nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến thím mỉm cười an ủi nó văn đông dù đã lớn nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách nát từ hai năm trước xuân hạ thu cứ dần qua tới mùa đông thiếm chuông thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân nhìn nó co ro đưa tay ôm hai vai run rẩy vì lạnh bà rơi nước mắt quy về nhà tìm y phục cũ của con mình giặt giũ sạch sẽ mai thêm lớp bông độn bên trong rồi ngay tới đó đem sang nhà của hai bác văn đông nói là áo bông con mình chê không dùng đến nên để cho văn đông mặc nói xong bà tự tay mặc vào cho thằng bé trước khi văn đông thành nhân thím còn mai cho nó ba bộ áo bông không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực có lúc con dúi cho nó ít đồng lẻ cuối cùng ký văn đông cũng trưởng đại thành tài có nghề nghiệp ổn định được nhiều cô gái để ý khi văn đông đến tuổi kết hôn anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập hai bác dù không muốn nhưng vì cháu đã lớn họ sợ lời bình phẩm của láng giềng bắt đắc dĩ phải chiều theo nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn chỉ cấp cho văn đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ chống trơn không có gì bởi toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết hai người bác này có sáu người con họ xây nhà mới khang trang cho hai con trai khi chúng thành thân phần của văn đông đối với sự ngược đãi của hai bác không hề nói một lời than oán mỗi khi người trong thôn bất bình đốc suối anh đi kiện quan thì anh nói bác cả tôi nuôi tôi khôn lớn chẳng dễ dàng gì cả nếu không nhờ hai bác cu mang thì giờ tôi chẳng thể sống đến ngày hôm nay tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành nhưng có câu rằng trai tốt chẳng tranh điền trang cái tốt chẳng tranh đồ cưới hay sao nếu như không học hành không có nghề nghiệp ổn định thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu cũng không giữ được lâu tôi nhất định học tập trao dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt để làm việc phục vụ cho hương thôn của mình cho xứng đáng với sự quan tâm yêu thương của dân làng không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác dân làng rất yêu quý và phục tính dân hậu thực thà của văn đông ở hiền thì gặp lành Giờ đây, anh đã là chủ một xí nghiệp trong thôn. Hiện có một đứa con đang theo học tại Đại học thành phố. Tiểu gia đình của anh sống rất im ấm hạnh phúc. Ta hãy nhìn xem hai người bác bội tính, vong nghĩa, làm trái lừa thề, bị báo ứng ra sao nhé. Họ có sáu người con, gồm bốn người con gái và hai người con trai. Con gái đầu của họ 29 tuổi thì bị bệnh sỏi thận, sau đó chết. Con trai cả thì 29 tuổi cũng bị sỏi thận không bao lâu sau cũng chết. Đứa con ghế Úc đến năm 29 tuổi cũng vướng bệnh, bất trị, hệt như anh chị mình mà tử vong, khiến ba mẹ chúng tâm kinh thịt trung ngày đêm bất an. Sáu đứa con thì đã chết mất hết ba người, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Không bao lâu sau, đứa con trai Úc của họ kết bè lập đảng đi cướp bóc, gây cãi đánh lộn, bị phán 10 năm tù. Ngày y bị tuyên án, mẹ y bị xuất huyết não, từ đó nằm liệt giường nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh, mắng chửi của con gái. Do bà không khống chế được đại tiểu tiện, thường chay dính bền chăn, có lúc nằm đó suốt ngày không ai lý tới. Bà cứ sống cảnh như vậy hơn 3 năm rồi chết, trong bi ai. Lúc bà chưa chết thì chồng bà cũng vướng phải chứng suy ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm ông đi đường không cẩn thận bị vấp té, đầu đập xuống đất và từ đó ông ra đi vĩnh viễn. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong rồi thì hỏi, "Đây có phải là nhân quả báo ứng không?" Và chẳng đợi tôi đáp, họ tự nói, "Ở quê chúng tôi ai cũng bảo đây là trời trừng phạt cặp vợ chồng bội tính bất nghĩa." Tôi nói, "Giống như là mùa vậy, trồng gì thì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên." Trước khi Phật đến nhân gian giảng pháp thì luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên phàm phu không hiểu nên cứ trồi hợp trong biển khổ sinh tử không chịu thoát ly chư Phật Bồ Tát từ bi thường nguyện trở lại nhân gian giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội được mang thân người này y pháp tu hành sớm chứng bồ đề mới là con đường chân chánh trong nhân gian câu chuyện người mẹ mê muội có một nữ sĩ ở Đài Loan, thời trẻ tại quê nhà, bà hạ sinh một bé gái. Bởi vì năm đó là năm dê, bà cho rằng sinh con gái là không cát tường, nên đã nhấn con gái vào thùng nước dìm cho chết. Kể từ đó toàn thân của bà đau nhức không ngừng. Sau này bà theo đạo Phật tu hành, một hôm trong lúc bà đi dự pháp hội, bà bị chu cư sĩ, ngồi cạnh tôi, vạch trần cho mọi người biết hết về chuyện này. Lập tức người mẹ từng giết con tàn nhẫn kia bị hàng trăm người tại hiện trường xúm nhau trách mắng. Nửa tiếng sau, đột nhiên căn bệnh đau đớn của bà tự nhiên tiêu hết. Bà không những không giận mà còn vô cùng cảm tạ chu cư sĩ. chu cư sĩ bảo bà, bà phải cảm tạ những người vừa chửi mắng bà, chính họ đang giúp bà tiêu nghiệp đó. Do vậy, chúng ta đối với người chửi mắng mình không nên sinh tâm sân hận, mà phải dùng tâm thức tỉnh để cảm tạ tri ân mới đúng. Vì có thể chính nhờ người mắng ta, ngay mặt hoặc thoá mạ sau lưng mà các bệnh khổ cùng các nghiệp chướng khác của ta mới mau tiêu trừ. Còn có nhiều người trước khi tin Phật thì không bị gì, nhưng sau khi thờ Phật truy giới tụng kinh rồi lại phát bệnh nặng. Đây chính là hậu báo chuyển thành tiền báo, nghĩa là báo ứng nặng nề đời sau được chỗ sớm, trong đời này thành quả báo nhẹ hơn, nghĩa là tội nặng đang chuyển thành nghiệp nhẹ. Chính nhờ họ lễ Phật niệm Phật mà được tiêu bớt nghiệp, nếu như vì phát bệnh mà khởi niệm không tin Phật thì giống như đã vào núi báo rồi mà không thấy chân bảo, lại quay về tay không, thật sự rất đáng tiếc vậy. Câu chuyện thứ hai, quả báo trọng nam khinh nữ. Ngày về làm dâu của gia đình nam, Thảo vui lắm vì sau những ngày tháng yêu nhau, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Những tưởng cuộc sống hôn nhân sau này sẽ tốt đẹp. Thế nhưng mới về làm vợ Nam được ít ngày, Thảo mới chợt nhận ra, Nam các xa hồi còn yêu, nếu trước đây anh tâm lý bao nhiêu thì nay nam bộc lộ tính gia trưởng mấy nhiêu. Nam cấm không cho Thảo mặc váy ngắn, quần ngắn, áo ngắn, ra ngoài, thậm chí ở nhà cô cũng không được mặc, đã thấy anh còn gia trưởng cả trong tất cả mọi việc. Lấy nhau được 5 tháng thì Thảo mang bầu, khỏi phải nói vợ chồng cô và gia đình hạnh phúc biết bao, nam là người vui nhất cho đến hôm biết được giới tính thai nhi là gái, anh đâm ra khó chịu. Vừa nghe vợ bảo là con gái, Nam đã gắt lên cho rằng phụ nữ nhà này không biết sinh con. Biết bao nhiêu anh em cũng toàn là con gái. Từ hôm đó, Nam bỏ mặt vợ con chẳng ngó ngang gì cả. Bầu bí, nhưng Thảo phải luôn tự một mình đi làm, đi khám thai cho đến tất cả. Nam không quan tâm một phần, nhưng bố mẹ anh cũng không hào hứng với cái thai mà cô con dâu đang mang. Buồn nên đêm nào Thảo cũng chỉ biết khóc. Đến tháng thứ 9, Tối đó cô thấy bụng mình đau đau, liền gọi chồng đưa đi bệnh viện vì có khả năng sinh trước. Thế nhưng mặt vợ năng nỉ, Nam vẫn nằm ngủ, miệng liên tục bảo chưa sinh đâu. Mà nếu có sinh thì sinh ở trong nhà luôn đi. Trước nay mẹ và các bà vẫn sinh vậy, có sao đâu. Đi sinh trong bệnh viện chỉ khổ tốn kém. Thảo đào từng cơn đến oạn mình, liên tục cầu xin chồng, đưa đi bệnh viện, nhưng Nam vẫn vô tâm không để ý. Đến lúc cô gục đi vì kiệt sức, nam mới đưa đi bệnh viện thì đã quá muộn thảo bị băng quyết không qua khỏi con gái bị suy hô hấp cũng mất sau đó ít phút sau ngày thảo mất dân làng đồn đại vì sự vô tâm của gia đình chồng cũng như nam nhưng anh dường như chẳng để tâm chưa đầy một năm sau đó nam lấy vợ hai nhưng mòn mỏi mãi vẫn không có con tính già trưởng của anh khiến cho cô vợ hai phải quyết định ly hôn rồi chỉ ít tháng sau đó nam lại lấy cô vợ thứ ba lần này là cô gái đã quá lứa lỡ thì nam và gia đình chỉ mong có đứa con dù là gái hay trai cũng được nhưng vợ anh mãi vẫn không có tin vui có lẽ đến bây giờ nam mới hiểu nhân quả mà anh phải nhận mẹ anh đi xem bối thì ai cũng bảo sẽ không có con đâu nghiệp chướng do anh tạo ra khi nhẫn tâm giết hại vợ con tối đó nghe mẹ nói chuyện nam khóc trong ân hận anh chạy đến mộ của vợ con khóc hết nước mắt Giờ thì anh đã hiểu cái giá mà bản thân phải chịu đựng cho sự gia trưởng vô tâm của mình.